Dạ thưa sư, hôm qua con nghe sư giảng về việc quy y nhưng không giữ được giới thì coi như vứt đi. Con nghe rất sợ vì con đi theo bà ngoại và quy y từ lúc nhỏ. Sau này lớn lên con có tham gia tiệc tùng và uống rượu bia. Bây giờ con rủ cho con, bây giờ sư cho con lời khuyên nên làm thế nào để xóa không còn quy y nữa và cư sĩ bình thường được không? Vì đó lúc trong cuộc sống bình thường của con có thể hạn chế nhưng không bao giờ đụng vào rượu bia thì con không chắc sẽ giữ được. Mong sư hoan nghỉ chỉ con cách. Thì nó giống như một người bị thương, thì nói thôi bây giờ chữa chi, thôi xử luôn đi. Nó đại loại vậy đó. Tại vì khi chúng ta quy y mà không giữ giới thì chúng ta là cái dạng cư sĩ mà hạn chót trong Phật giáo, nhưng ít nhất mình còn có ở trong Phật giáo, nghĩa giống như mình còn dính lủng lẳng á. Nhưng mà nếu như mình cắt luôn có nghĩa là mình không còn vị trí nào ở trong Phật giáo nữa thì nó nguy hiểm vô cùng. Cái sự khác biệt á là gì? Sự khác biệt là thứ nhất á, là chúng ta không còn sự hỗ trợ của việc quy y trong vấn đề làm phước nữa. Xin lấy ví dụ nha. Một người á, mà thí dụ như mình bố thí cúng dường mà có quy y, có giữ giới, phước mình trổ 1.000 lần, thì việc mà mình có quy y mà không giữ giới á, phước mình trổ được có 1 lần. Còn 1 lần. Còn phước, còn khi mà mình không quy y, không giữ giới luôn thì phước trổ chút xíu. Hoặc á, là việc có quy y giữ giới, mình làm phước, phước trổ 10.000 lần. Mình có quy y mà không giữ giới, phước trổ 10 lần. Thì mình không quy y, không giữ giới, phước trổ 1 lần. Cho nên dù sao đi nữa, mình có quy y mà không giữ giới, nó vẫn hỗ trợ cho việc tạo phước. Cái thứ hai là khi mình gặp bất hạnh á, thì người có quy y, có giữ giới thì thường cái bất hạnh của họ nó nhỏ thôi và họ có thể gặp được chánh pháp. Còn khi chúng ta có quy y mà không giữ giới, chúng ta gặp bất hạnh thì chúng ta cũng trầy trật, tức là cũng sóng gió sùm, nhưng mà cuối cùng cũng còn vào được chùa níu y của Phật, cúi đầu lạy ngài, xin ngài chỉ cho con. Còn khi chúng ta từ bỏ luôn, không quy y cũng không giữ giới, thì mình chết đầu đường xó chợ, không ai biết mà cứu. Cho nên á, là dù sao đi nữa còn giữ được tam quy vẫn tốt hơn là người không có quy y tam bảo. Hoặc á, là sư ví dụ, nó có mới có một cái ví dụ suy nghĩ trong đầu sư là đôi khi á, chúng ta nghèo, chúng ta không có nhà cửa, chúng ta phải đi ăn xin, thì như ở ngoài người ta nói mình là thứ mà hạ đẳng trong xã hội, người ta nhìn, người ta coi thường. Nhưng quý vị biết ít nhất mình còn cái quyền con người. Nhưng nếu như mà mình lọt vô tay của bọn buôn người rồi á, là nó muốn cư xử với mình như thế nào là nó cư xử, nó muốn đánh là nó đánh, nó muốn hành hạ chơi cho vui là nó làm. Lúc đó mình không còn quyền con người nữa, người ta không còn coi mình như con người. Và sư nghe nói có những người mà trốn khỏi những cái địa ngục trần gian đó, họ phải nói là họ nói phải chi lúc đó họ điên được thì nó cũng khỏe, tại điên rồi nó đau nó không biết nữa, chứ còn tỉnh mà phải chịu những cảnh tra tấn như vậy nó kinh khủng lắm. Thì so với cái đó, cái chuyện mà mình nghèo, cái chuyện mình phải đi ăn xin, mình ngủ gầm cầu á, nó vẫn còn hơn. Tại sao? Bởi vì người ta còn coi mình là con người.
mình còn quyền con người, mình còn được pháp luật bảo vệ. Còn mà bị nó bắt theo đường dây buôn người rồi là mấy thứ đó mình mất luôn. Nhưng mà khi mình chưa bị mất, mình không thấy nó quý. Tới hồi mình bị mất rồi mình mới thấy là nó quý tới chừng nào.